Bồ Tát từ bi đưa con qua khỏi bên mê cuộc đời. Con nguyện trước tượng Di Đà ăn năn sám hối lỗi lầm gây ra. Ngày qua cuộc sống trong sinh tử bao nhiêu lần rồi, con nguyện tu tập trọn đời cầu theo bên giác thiền từ nương hoa. Nhìn quanh quyến thuộc họ hàng, nào ai biết chưa từng người ra đi. Vậy mà đời sống ngô si, chăn mê bất ngộ tìm đường bi thương. Tới khi gặp quỷ vô thường, tiền cao như núi cũng đành buồn xuôi. Cuộc sống vô minh trôi trong sinh tử bao nhiêu lần rồi, con nguyện tu tập trọn đời cầu theo bên giác thiện từ nương hoa. Hoa họ hàng, nào ai biết chưa từng người ra đi. Vậy mà đời sống ưu si, chẳng mê bất ngộ tìm đường bi thương. Tới khi gặp quỷ vô thường, tiền cao như núi gặp quỷ vô thường.